Ngoài việc tìm kiếm cơ hội qua những dự án nổi trội được cộng đồng nhắc tới, chúng ta vẫn có thể tìm kiếm cơ hội thay đổi vị thế trong thị trường qua bảng xếp hạng của sàn Binance. Ở trong thị trường này đủ lâu, bạn sẽ học được phân bổ vốn như thế nào là hợp lý. Hôm nay, MGM Play to Earn sẽ phân tích chi tiết cho các bạn muốn tham gia dự án đã từng giành được sự quan tâm lớn từ Binance, đó là Adventure Bunny do Bunny Park phát triển. Như đã nói về Bunny Park trong video trước, đây là một dự án DeFi kết hợp NFT được triển khai trên Binance Smart Chain với trọng tâm chính là ươm tạo NFT SaaS và tiêu chuẩn hóa sản phẩm, từ đó cho phép phát triển NFT thống nhất với nhiều lối chơi đa dạng, có giá trị ứng dụng thành một loạt các hợp đồng thông minh tiêu chuẩn. Theo đó, Adventure Bunny là tựa game được ươm mầm bởi chính Bunny Park đã có được sự ủng hộ nhất định từ cộng đồng. Những chú thỏ phiêu lưu là câu chuyện chính của game. Các chú thỏ càng mạnh mẽ sẽ sở hữu phần thưởng càng lớn từ những chuyến khám hiểm các thành phố. Để tham gia, các bạn có thể dùng máy tính hoặc trình duyệt của app MetaMask dành cho điện thoại, truy cập vào trang web bunny.bunnypot.com. Hệ thống sẽ yêu cầu các bạn đăng nhập ví, có thể dùng một số ví thông dụng như MetaMask hoặc Trust Wallet. Có hai token chính là BP và BG. Các bạn có thể chuẩn bị sẵn một lượng token BP để làm vốn ban đầu. BG sẽ được hệ thống trả thưởng và cả hai đều có thể dùng để thanh toán các chi phí phát sinh trong game. Với cơ chế burn token vào các hoạt động in-game và trả thưởng tính theo USD, Adventure Bunny đang xử lý khá tốt vấn đề lạm phát và sự biến động giá cả của token. Tiếp theo là phần thú vị nhất, thử nghiệm đầu tư, chơi game và nhận thưởng. Mình đã tính toán với mức vốn 250 đô bỏ vào test Adventure Bunny như sau. Đầu tiên là thực hiện mua blind box in-game, giá một box là 100 đô, có thể mở ra Bunny ngẫu nhiên, cấp độ Normal, Rare hoặc Super Rare. Mình nhập thêm token ID của một chú thỏ khác để được tặng kèm một em Baby Bunny. Như này là một thẻ Bunny Rare nhé. Có Bunny rồi, chúng ta sẽ tiến hành nâng cấp để đạt lực chiến tối thiểu là 200. Có thể chọn chi phí nâng cấp là cặp USDT kết hợp BG hoặc USDT và PP. Để bắt đầu chuyến thám hiểm, chúng ta không thể thiếu Spaceship. Với một Bunny thì nên chọn phi thuyền nhỏ nhất với hai chỗ ngồi, giá của phi thuyền này sắp xỉ 50 đô. Sau đó chúng ta cần cho Bunny lên phi thuyền và tạo lập fleet. Cho cả Baby Bunny vào sẽ tăng thêm một xíu tỷ lệ thám hiểm thành công. Và hoàn tất thành lập fleet là một phi thuyền thám hiểm nhỏ với 200 lực chiến. Chỉ còn đổ xăng và đi thôi nào. Với hợp đồng full đầu tiên, chúng ta sẽ được thưởng miễn phí hợp đồng 40 ngày. Bây giờ vào Tab Adventure để chọn thành phố phù hợp với lực chiến nhé. Muốn thám hiểm bất kỳ thành phố nào, chúng ta cũng cần mua vé. Và với đội hình lực chiến 200, mình sẽ chọn Sydney với giá vé khoảng 1,18 USDT. Hoàn tất chuyến đi, nhận được reward là token BG, giá trị sắp xỉ 7.867 USDT. Vậy với chi phí ban đầu là 200 đô cho NFT Bunny và 50 đô cho phi thuyền Spaceship, không tính 40 ngày săn đầu tiên, mỗi chuyến có lợi nhuận là 7.867 đô trừ phí vé 1.18 là 6.687 đô. Sau 40 ngày lấy 6.687 nhân 40 thì sẽ thu lại được 267.48 và hoàn vốn trong khoảng ngày thứ 37. Từ ngày 41 trở đi, sau khi trừ vé và phí nhiên liệu, lợi nhuận sẽ là 2.187 đô mỗi ngày. Trong một tháng sẽ thu lại 65.61 đô. Một tip tối ưu lợi nhuận chính là tái đầu tư. Sau khi về bờ flip đầu tiên sau 37 ngày, bạn có thể dùng số vốn đó tái đầu tư thêm flip đến mức mong muốn. Lợi nhuận từ các flip cũ, bạn có thể rút gốc về dần và kiếm lời hàng tháng. Mình cũng test thử quy trình rút tiền và hướng dẫn các bạn thanh khoản luôn nhé. Tại Tab Adventure, bạn có thể rút tiền về ví bằng nút lệnh Withdraw. Đặc điểm của Adventure Bunny là phí rút tiền sớm. Điều này giúp cho hệ thống kinh tế của game bền vững và dài lâu. Ở đây mình rút ngay vào ngày đầu tiên sẽ tính phí 30%. Mỗi ngày phí rút sẽ giảm 2%, tối thiểu để có thể rút miễn phí là sau 15 ngày. Sau khi rút thành công phí sẽ được reset về 30% cho chu kỳ tiếp theo. Sau khi rút, bạn có thể swap BG ra USDT hoặc BUSD ngay tại sàn giao dịch của Bunny Park với quy trình thanh khoản cực nhanh gọn. Và đó là hướng dẫn chi tiết về tựa game Adventure Bunny được ấp ủ bởi hệ sinh thái Bunny Park. Đánh giá đầu tư mình dành cho tựa game này là 5% trên tổng vốn nhé. Đây không được xem là lời khuyên đầu tư, bọn mình sẽ không chịu trách nhiệm trước quyết định đầu tư của các bạn. Nếu thông tin hữu ích, các bạn hãy like video, subscribe kênh và ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức quan trọng nào từ thị trường NFT. Nếu có thắc mắc hay góp ý về những tựa game cần tìm hiểu, các bạn hãy comment bên dưới nhé. MGM Play to Earn,
Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.